Bác sĩ pháp y lý giải động cơ hành vi man rợ trong vụ án mạng Thái Thiên Phượng vì DNA. Lý giải cho hành động xuống tay dã man của gia đình chồng cũ với nữ người mẫu Thái Thiên Phượng, bác sĩ pháp y đã đưa ra nhận định. Những ngày qua, vụ án mạng kinh hoàng với nạn nhân là nữ người mẫu Hồng Kông, Trung Quốc Thái Thiên Phượng đang trở thành tâm điểm truyền thông châu Á. Tình tiết gây án dã man của gia đình chồng cũ đối với nạn nhân khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Cảnh sát đã tìm thấy Thái Thiên Phượng trong một ngôi nhà do bố chồng cũ cô thuê, các bộ phận thi thể nữ người mẫu rải rác trong tủ lạnh và trong nồi súp hầm. Một số bộ phận cơ thể của quân người Hồng Kông, Trung Quốc là thân và tay đến nay vẫn đang được cảnh sát tích cực tìm kiếm. Chia sẻ với tờ HK01, Cao Đại Thành, bác sĩ pháp y nổi tiếng người Đài Loan, Trung Quốc lý giải về nguyên nhân những kẻ sát nhân có hành động man rợ là vì muốn gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình xét nghiệm DNA, hung thủ muốn phi tang phần đầu và tứ chi nhằm tăng độ khó nhận dạng và lấy dấu vân tay. Bác sĩ pháp y chia sẻ thêm, tôi không nghĩ kẻ sát nhân muốn ăn mà là che giấu DNA, chẳng có lý do nào khác cả. Ngày 21 tháng 2, lợi dụng việc Thái Thiên Phượng gọi đi đón con cùng, tài xế riêng của cô cũng là anh chồng cũ đã có cơ hội ra tay theo kế hoạch bày sẵn từ bố. Được biết, chồng cũ của cô cũng đã lên xe và xảy ra tranh cãi với nữ người mẫu. Sau đó, nữ người mẫu bị đánh ngất và được cả hai đưa đến nơi gây án. Bác sĩ pháp y cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện một lỗ kích thước 6,5 x 5,5cm ở phía sau hộp rọ nạn nhân. Các chuyên gia pháp y tin rằng đây là cú đánh chí mạng dẫn tới chuyện nữ người mẫu tử vong. Tính đến nay, tổng cộng 5 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ án mạng của Thái Thiên Phượng. Ở phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 7 tháng 2, 3 thành viên nam trong gia đình chồng cũ nạn nhân gồm chồng cũ cùng bố và anh trai đã bị cáo buộc tội giết người. Mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị buộc tội cản trở pháp luật vì khai man bảo vệ chồng con. Tất cả đều bị tạm giam, không được bảo lãnh. Ngoài ra, Wu, 47 tuổi, nhân viên massage tình nhân của bố chồng cũ nữ người mẫu cũng đang bị tạm giữ để điều tra khi bị tình nghi có liên quan đến vụ án.